Kênh Thế Giới Chưa Được Khám Phá xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ đưa các bạn đến một địa điểm đến thú vị khác, đó chính là Hàng Châu, nơi được mệnh danh là thiên đường nơi hạ giới. Hàng Châu được biết đến như là một trong những thành phố nổi tiếng và thịnh vượng nhất ở Trung Quốc. Nơi đây thu hút du khách trong và ngoài nước ngày càng nhiều bởi chính cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và món trà Long Tỉnh, một trong ba loại trà nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Đặc biệt, Hàng Châu còn có nghề dâu tầm tơ rất phát triển và cũng là nơi gắn liền với con đường tơ lụa trong quá khứ. Hy vọng video sẽ mang lại những kiến thức mới cũng như những trải nghiệm thú vị về du lịch và cuộc sống trên thế giới. Các bạn cũng đừng quên đăng ký và like để kênh có thêm động lực ra tiếp các video. Trong cuộc sống, sự kiên nhẫn được đánh giá cao. Chỉ cần có lòng kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu đã đặt ra, chắc chắn bạn sẽ thành công. Các bạn hãy xem đến cuối video, chúng mình sẽ tiết lộ nhiều điều đặc biệt về Hàng Châu ở phần cuối của video này. Thiên đường hạ giới. Chào mừng đến với thành phố Hàng Châu. Đây thực sự là một điểm đến thú vị nằm ở Đông Nam Trung Quốc mà bạn không nên bỏ qua. Hàng Châu là một trong 7 thủ phủ cổ xưa của Trung Quốc, thuộc tỉnh Chiết Giang, nằm ở vùng đồng bằng sông Trường Giang. Từ Thượng Hải, bạn chỉ cần đi 180 km về phía Tây Bắc để đến thành phố xinh đẹp này. Hàng Châu thực sự là một thành phố đa diện, nơi có cảnh quan tuyệt đẹp và nền kinh tế phát triển. Với diện tích 16.596 km², với dân số hơn 11 triệu người, Hàng Châu là một thành phố lớn thứ tư ở Trung Quốc. Vào năm 2019, GDP của thành phố Hàng Châu đạt khoảng 228 tỷ đô la. Con số này thật sự ấn tượng và chứng tỏ tầm quan trọng của Hàng Châu trong nền kinh tế Trung Quốc. Để bạn có cái nhìn so sánh, cùng thời điểm đó, GDP của cả Việt Nam chỉ đạt khoảng 330 tỷ đô la so với 228 tỷ đô la của Hàng Châu. Bạn có thể nghe nói câu tục ngữ, trên có thiên đàng, dưới có tô hàng, tức là Tô Châu và Hàng Châu. Hàng Châu được biết đến với Tây Hồ tuyệt đẹp, Miếu Nhạc Phi, Công viên Đầm Lầy Quốc gia CC và Trà Long Tỉnh. Với những điều thú vị này, Hàng Châu thực sự là một điểm đến đáng khám phá và trải nghiệm. Đừng bỏ lỡ cơ hội được tận hưởng sự hấp dẫn của thành phố này khi bạn đến Trung Quốc. Vẻ đẹp Tây Hồ. Có một điều khá thú vị ở Trung Quốc, có đến 30 hồ với tên gọi là Tây Hồ. Nhưng Tây Hồ ở Hàng Châu mới thật là một tuyệt tác nổi tiếng và đáng để khám phá vì ba mặt được bao bởi núi. Đây được xem là hồ nước ngọt đẹp nhất ở Trung Quốc. Diện tích của hồ rộng khoảng 6,3 km², là một trong những điểm thưởng ngoạn yêu thích nhất của các vị vua chúa quan lại ngày xưa. Đặc biệt vào thời nhà Thanh, hai ông vua là Khang Hy và Càn Long thường xuyên đến đây để thưởng lãm vẻ đẹp Tây Hồ. Tây Hồ được chia thành 5 hồ nhỏ với các tên gọi Ngoại Tây Hồ, Lý Tây Hồ, Hậu Tây Hồ, Tiểu Nam Hồ và Nhạc Hồ. Trong văn hóa Trung Quốc, Tây Hồ được ví như nơi văn hóa và lịch sử hội tụ, không ít truyền thuyết, giai thoại có ý nghĩa quan trọng với văn hóa quốc gia như mối tình Phạm Lãi Tây Thi hay mối tình Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài hình thành từ nơi này. Khi các bạn ghé thăm Tây Hồ vào mùa nào trong năm cũng có sự khác biệt, bởi những mùa khác nhau, du khách đều có thể cảm thụ được cái đẹp đặc thù riêng của Tây Hồ ở những góc độ khác nhau, và mỗi du khách đến với Tây Hồ đều có được những thu hoạch riêng độc đáo của mình. Hai bên bờ Tây Hồ được trồng nhiều dương liễu, tạo nên một vẻ u nhã, lãng mạn cho phong cảnh nơi đây. Vào năm 2011, Tây Hồ đã được UNESCO công nhận là một di sản thế giới vì giá trị văn hóa và thiên nhiên độc đáo mà nó mang lại. Miếu Nhạc Phi. Đã đến Hàng Châu thì phải đến Miếu Nhạc Phi. Đây là nơi yên nghỉ của vị tướng Nhạc Phi lừng danh khắp chốn trong giai thoại lịch sử thời nhà Tống của Trung Quốc. Đây là một điểm thờ tự tâm linh quan trọng của người dân nơi đây. Nhạc Phi là một người yêu nước và là một vị tướng của nhà Nam Tống chống lại sự xâm lăng của nhà Kim. Theo truyền thuyết, mẹ Nhạc Phi đã xăm 4 chữ Tinh Trung Báu Quốc, tức Tận Trung Báu Quốc trên lưng ông trước khi ông rời nhà. Trong suốt 20 năm chiến đấu chống quân Kim, Nhạc Phi đã trải qua 26 trận chưa bại trận nào, được người đời gọi là Thường Thắng Tướng Quân. Khi đến tham quan Miếu Nhạc Phi, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những hàng cây cổ thụ to lớn rợp bóng mát cả sân miếu. Miếu tưởng niệm được đặt ở gian giữa. Khi đi vào bên trong, du khách sẽ được nhìn ngắm bức tượng điêu khắc vị tướng Nhạc Phi. Ngay chính giữa sảnh chính, bức tượng khắc họa hình ảnh vị tướng anh dũng, nét mặt trang nghiêm với thanh kiếm và bộ áo giáp trên người, luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước. Phía sau gian giữa là các bức tranh miêu tả lại cuộc đời oai hùng của vị tướng quân này. Ở giữa sân Miếu Nhạc Phi có một cây cầu nhỏ. Khi di chuyển qua phía bên kia cầu, du khách sẽ được viếng thăm mộ của hai cha con tướng Nhạc Phi. Đặc biệt khi khám phá miếu, bạn sẽ được nhìn thấy những bức rào sắt với bên trong là những bức tượng đồng ở tư thế quỳ gối. Đây chính là hình ảnh của vợ chồng Tần Cối và các danh thần bán nước cầu Vinh
được dựng lên trong tư thế quỳ gối. Người dân dựng tượng quỳ gối với mong muốn bắt họ tạ tội mãi mãi trong miếu Nhạc Phi. Hơn 800 năm nay, tượng của các danh thần này bị người đời đánh đập ngày qua ngày, bị hỏng nên đã phải đúc đi đúc lại tới 13 lần. Các bức tượng này được rào lại bằng rào sắt, nhưng ngày nay từ bên ngoài người ta vẫn có thể đi vào được và dùng tay chân để đánh vào các bức tượng này. Đó cũng là lời răn cho những kẻ chuyên làm điều ác, hại người. Công viên Đầm Lầy Quốc gia CC. Những ai yêu thích thiên nhiên thì không thể không đến Công viên Đầm Lầy Quốc gia CC. Được thành lập vào năm 2005, công viên có diện tích khoảng 10 km² và có hơn 70% diện tích là mặt nước và là một trong những khu vực đầm lầy lớn nhất ở Đông Á. Công viên Đầm Lầy Quốc gia CC có hai điểm đặc biệt nổi bật. Thứ nhất là hệ sinh thái đa dạng. Công viên CC được biết đến với hệ sinh thái đầm lầy phong phú và đa dạng. Nó là nơi sinh sống của hàng ngàn loài thực vật, động vật, bao gồm cả các loài quý hiếm và độc đáo. Các loài chim di cư đến đây để tìm kiếm nơi nghỉ ngơi và săn mồi, tạo nên một phong cảnh đẹp mắt và sôi động. Thứ hai là giá trị văn hóa. Ngoài vẻ đẹp tự nhiên, công viên CC còn có giá trị văn hóa đáng kể với hơn 1.800 năm lịch sử. Nó là nơi duy trì nhiều di sản kiến trúc truyền thống, bao gồm các ngôi nhà cổ, cầu treo và đền đài. Những công trình này tạo ra một không gian văn hóa độc đáo, cho phép du khách khám phá và tìm hiểu về văn hóa dân gian và lịch sử của khu vực. Nhờ hai đặc điểm đặc biệt này, công viên Đầm Lầy Quốc gia CC trở thành một địa điểm độc đáo và hấp dẫn du khách, cung cấp cả trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa tại cùng một địa điểm. Đây cũng là điểm đến phổ biến cho du khách muốn tránh xa sự ồn ào của thành phố và tận hưởng một không gian yên bình và tươi đẹp giữa thiên nhiên. Làng trà Long Tỉnh. Cách Hàng Châu khoảng 20 km về phía Tây là thôn Long Tỉnh, nơi nổi tiếng với các loại trà đặc biệt thơm và có vị ngọt thanh khiết. Ngôi làng này ẩn mình trong những ngọn đồi xanh ở phía Tây của Tây Hồ, nơi có môi trường và đất đai lý tưởng cho sự phát triển của cây trà. Lá trà được thu hái bằng tay và chế biến tỉ mỉ, giữ nguyên hương thơm và chất dinh dưỡng của lá trà. Đây là nơi sinh ra một trong ba loại trà nổi tiếng của Trung Quốc, đó là trà Long Tỉnh. Ngoài ra còn có trà Phổ Nhĩ và trà Ô Long là trong ba đại tam trà của Trung Quốc. Vua Khang Hy thời nhà Thanh thậm chí còn phong loại trà này là hoàng trà, đứng đầu trong các loại trà. Trà Long Tỉnh khiến những ai đã từng thưởng thức sẽ chẳng thể nào quên được hương vị của nó. Trà Long Tỉnh có một hương thơm đặc trưng và vị trà tươi mát, thanh lịch và hài hòa, được miêu tả là có hương sữa lạnh hoặc hương hạt dẻ nướng. Nó cũng được cho là có nhiều lợi ích về sức khỏe, bao gồm chống oxy hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cân. Nhờ những yếu tố trên, trà Long Tỉnh đã trở thành một biểu tượng của trà Trung Quốc và được yêu thích bởi người tiêu dùng trong và ngoài nước. Tinh hoa ẩm thực Hàng Châu. Hàng Châu là một thiên đường ẩm thực, một trong bát đại ẩm thực tại Trung Quốc. Các món ăn ở Hàng Châu được đặc trưng bởi hương vị, màu sắc và phương pháp nấu ăn tinh tế. Hai trong số các món ăn nổi tiếng nhất bao gồm thịt kho Đông Pha hoặc thịt kho Kim Tự Tháp. Món thịt heo này được đặt theo tên của nhà thơ Tô Đông Pha. Món ăn được chế biến từ thịt ba chỉ, cắt thành những miếng hình vuông hoặc theo hình kim tự tháp. Thịt heo lại ngoan, được ướp với nước tương và rượu sao xin. Sau đó, đầu bếp đem thịt heo chiên trong dầu nóng, sao cho giữ được lớp vỏ ngoài vàng rượm và phần da hơi giòn. Rồi kho cùng hỗn hợp nước ướp hầm trong 3 tiếng để miếng thịt chín nhừ. Hương vị đậm đà, thơm ngon khó cưỡng của món thịt nổi danh Hàng Châu khiến ai đã từng thưởng thức đều nhớ mãi. Thứ hai là món tôm sông xào cùng lá trà Long Tỉnh. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo và tinh tế của ẩm thực Trung Quốc. Vị ngọt của tôm và vị đắng nhẹ của lá trà Long Tỉnh sẽ khiến các bạn nhớ mãi. Các bạn hãy lưu ý tìm đúng nhà hàng có tiếng ở Hàng Châu để thưởng thức món ăn này, vì rất nhiều nơi không dùng đúng lá loại trà Long Tỉnh để chế biến nên mùi vị sẽ không ngon. Đó chỉ là một trong số nhiều món ẩm thực tuyệt vời tại Hàng Châu. Hãy đảm bảo rằng khi bạn đến đây, bạn sẽ dành thời gian thưởng thức những món ngon độc đáo và trải nghiệm tinh hoa ẩm thực của thành phố Hàng Châu. Hàng Châu đã cho chúng ta những trải nghiệm vô cùng đặc biệt và đáng nhớ. Chúng ta đã cảm nhận được sự quyến rũ và sức hút của thành phố này, từ vẻ đẹp tự nhiên đến văn hóa ẩm thực tinh túy. Với những kỷ niệm và trải nghiệm này, hãy nhớ rằng cuộc sống là một cuộc phiêu lưu vô tận và thế giới đang chờ đón chúng ta với nhiều điểm đến thú vị khác. Nếu cảm thấy kênh chia sẻ kiến thức về du lịch và cuộc sống có giá trị, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe để kênh có nhiều động lực ra video hơn. Hãy tiếp tục theo dõi kênh để hiểu biết hơn về các địa danh khác trên toàn thế giới. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Chúc các bạn có một cuộc sống tràn đầy màu sắc.
và nhiều niềm vui từ những thứ giản dị xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại.